mà xem con gái Bình Định cầm roi đánh chồng. Xin chào anh chị, đây là Bình Định Quy Nhơn lúc 5 giờ sáng. Nếu ở Đà Nẵng, tập thể dục buổi sáng sớm là việc rất bình thường. Tuy nhiên, ở Đà Nẵng, anh chị đã từng thấy cảnh này chưa? Nếu sáng sớm tại Quy Nhơn thì anh chị sẽ bắt gặp được cảnh các câu lạc bộ luyện võ rất là hăng say. Không những các bạn nam mà các bạn nữ cũng luyện tập rất là chuyên nghiệp. Đúng là vùng đất của xứ võ. Không biết ở Đà Nẵng mình có bãi biển nào có những cảnh tượng như thế này không? Nếu anh chị biết, xin đừng ngần ngại, hãy comment ở bên dưới để cho Hoàng cùng biết với nhé. Xem xong video này, khi đến với Quy Nhơn, Bình Định, tốt nhất anh chị nên trầm tĩnh lại, đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Bởi vì xung quanh ta toàn là cao thủ anh chị ạ. Còn bây giờ mời anh chị cùng Hoàng tận hưởng không khí buổi sáng sớm tại Quy Nhơn, Bình Định anh chị nhé. Vì một ngày mới bắt đầu khi mặt trời cũng trở lên. Đã từng nhiều lần chạy xưa, vẫn lơ và ngước nhìn về phía trước. Đừng quên chương trình lái thử trải nghiệm xe Volvo vào sáng nay thứ bảy ngày 10 tháng 8 tại Quy Nhơn anh chị nhé.